Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Vida Shop. Mình là kỹ thuật Vida. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách cân chỉnh 5 ly không hú cho việc karaoke tại nhà. Subscribe Vida, chọn thiết bị kara, hát hay, giá tốt. Giờ mình xin hướng dẫn các bạn cách cân chỉnh 5 ly cơ bản nhất. Hiện tại mình đang có đây là con Jaguar BA506N, là âm ly analog hay còn được gọi là âm ly cơ. Đầu tiên mình xin giới thiệu về đây là cái master. Âm ly này khác với âm ly khác là nó có bốn kênh nha các bạn. Thì bốn kênh nó cho ra hai bốn kênh riêng biệt. Thì mình hướng dẫn các bạn chi tiết là cái master 1-2 thôi, nó cũng tương tự với lại cái 3-4. Thế này âm này là volume tổng nha các bạn. Volume tổng. Thì thường volume tổng á mình hay để tầm cỡ 11 giờ thôi. Low, mid, high có nghĩa là âm trầm, âm trung cũng như âm high là âm cao. Thì mình hay để là 12 giờ. Cái này mà có thể chỉnh riêng biệt sau khi các bạn chỉnh xong hết các chi tiết về mic và âm nhạc thì bắt đầu mình mới thêm. Hiện tại các bạn cứ để 12 giờ trước. Thì qua phần bên đây, mày có thể thấy là mic 1, mic 2. Mic 1 là tương ứng là cái line. Cái line này nha các bạn. Từ cái line ngang nè là điều chỉnh cho mic 1. Đây là volume riêng biệt của mic 1. Volume riêng biệt của mic 1. Ba lăng có nghĩa là loa trái phải, các bạn thường thì để mình để chính giữa để cho hai loa nó ra tiếng cùng lúc. Bạn nghiêng qua bên đây thì cái loa bên trái nó sẽ nghe nhiều hơn, hoặc là không nghe luôn loa bên phải luôn, chỉ nghe bên loa trái là bạn chỉnh hết một bên. Để bên và ngược lại cũng như vậy. Mình để chính giữa. Này echo là độ vang của cái mic 1. Lớn nhỏ độ vang của mic 1. Low là âm trung, là âm trầm của mic 1, lớn nhỏ, ra rõ hay là méo hay là gì đó là do mình chỉnh cái mic, là cái âm trầm này. Cái tiếng trung của cái mic 1, tiếng trung và tiếng cao, tiếng kép của mic 1. Kế tiếp theo đó là mic 2, nó cũng có dãy cũng tương tự như mic 1, mình đã hướng dẫn ở trên rồi. Hú hoặc là rít gì đó là cũng do một phần của cái chép hai cao này và một phần nhỏ của cái tiếng trung, tiếng mic của cái mic 1 này. Tiếp theo đó là mình hướng dẫn các bạn là mic echo của mic. Echo mic đây, bạn có thể thấy là volume này là volume riêng biệt của echo của mic. Thì nó cũng echo nó cũng phát ra âm trung. Âm trầm chứ, xin lỗi các bạn, âm trầm và âm cao. Cái này là mình chỉnh về cái âm trầm và âm cao echo. Còn đây là độ repeat. Repeat của delay là các bạn khi các bạn chỉnh thấp thì mình chỉ cho ra cái độ echo nó ít. Khi mình chỉnh cao lên echo nó sẽ phát ra nhiều hơn. Còn đây là độ delay. Delay là cái độ nhanh hoặc chậm của cái số lượng echo phát ra của tiếng mic. Thì mình chỉnh sao cho nó vừa, chút hồi mình sẽ có một clip test thử cái này cho các bạn hiểu thêm. Thế đó là phần music. Music 1, 2 và 3, 4 cũng tương ứng với lại master 1, 2, 3, 4 thì mình cũng chỉ các bạn music 1, 2 nó cũng tương tự. Này volume riêng biệt của phần nhạc. Cái này là ba lăng nó cũng tương tự với lại cái ban ở của mic 1. Thì các bạn nghiêng về đâu thì cái loa đó một bên nó sẽ nghe lớn hơn là loa đối diện. Mình thường thường để chính giữa để hai loa cùng lớn cũng có nhạc đều nhau. Cái âm trầm của mic, âm bass, nên mình tăng lên nghe tiếng bass nó vừa đủ thì mình ngừng lại. Tiếng chung của nhạc và tiếng cao của nhạc, tiếng chép của nhạc. Thường thường thì mình nghe các karaoke á thì mình để tiếng chung này giảm xuống xíu để cho phần tiếng ca sĩ mình nó tốt hơn, tiếng giọng hát mình tốt hơn. Thì mình nghe nhạc thì mình tăng lên để cho lời ca sĩ nó rõ hơn, tiếng chép. Bây giờ mình cắm micro vô và hướng dẫn các bạn chi tiết về những nút trên dòng mic 1. Hiện tại mình phải giảm cái master xuống, giảm cái volume của riêng của mic 1 xuống mình cắm vào. Lúc đó mình tăng master lên tầm khoảng 11 giờ mình ngừng lại. Mình tăng music. Mình tăng volume của mic 1 lên. Lô 1 2 mình ngừng lại. Lúc này thì trầm
Eco trầm trung cao. Mình vẫn chưa mở lên nha. Mình mở lên lúc 12 giờ. Alo, 1, 2, 3. Thì cái mic trầm của mic đó, trầm của mic micro nè, bạn có thể tăng lên từ từ. Khi mà mình thấy độ trầm nó ổn định rồi thì mình sẽ ngừng lại tại khoảng 11 hoặc 12 giờ. Mình cái số mà mình để mình test cái âm trầm là số 4 hoặc số 1, tùy theo cái chiếc âm giọng riêng của mỗi người, độ phát âm ra khác nhau. Lô, bùm, 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 bùm. Theo mình vậy là ổn rồi. Bùm. Mình ngừng lại, đây là khoảng 11 giờ. Cái âm này âm chung là số, nên mình test âm chung là số 3 hoặc số 5. Đó là cách chỉnh riêng của mình. Mỗi người có một cách chỉnh khác nhau, âm giọng khác nhau. Mình chỉnh 3, 3, 3, 3, 3. Thì đến cũng mức 11 giờ. Mình thấy âm 3 của cái số 3 âm mình phát ra nó nhẹ nhàng và nó cũng thoát được hơi mình, thì mình ngừng lại tại đây. Thì tiếp theo là phần cao, phần chép của cái micro. Mình chỉnh bằng âm là số 2. 2 2 2 2 2 2 2. Mình thấy là đến số đến 12 giờ là đứng cái vạch này. Mình thấy âm 2, âm cao của mình phát ra nó nhẹ nhàng, âm mình không có bị hụt hơi, thì mình ngừng lại đây. Tiếp theo đó là mình chỉnh cái độ echo. Echo bạn có thấy đây là phần echo tổng, volume echo tổng. Thì mình lúc nào cũng mặc định echo tổng này là 12 giờ hết. Có gì thì mình lớn nhỏ echo phần mic này, nó cũng tương đương, hai cái hàng này là tương đương giống nhau. Mình lớn hoặc nhỏ hàng ở đây. Thì mình tăng lên nhẹ nhẹ. Alo. Alo, 1, 2, 3. Alo, 1, 2. Mình thấy khúc 10, khoảng 12 giờ thì thấy cái độ lớn của echo nó vừa đủ rồi. Lúc đó mình mới cân chỉnh chi tiết trong phần echo. Bạn thấy ở đây nè, cái độ trầm của echo, độ cao của echo. Bạn có thể chỉnh khi thấy cái echo nó ấm thì mình ngừng lại. Lô, bô, 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 bô. Này độ cao tiếng chép của echo. Hai, 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 hai. Thì mình ngừng lại tới đây, mình thấy nó ổn rồi. Lúc này là độ lặp lại. Mình hướng dẫn các bạn cái độ lặp lại nè. Mình càng giảm thì nó độ lặp nó càng ít. Lô, lô, lô. Đó, nó lặp lại có 2 lần là nó hết rồi. Mình càng lên cao thì càng gặp càng nhiều. Lộp 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 nhiều quá cũng không có tốt, cũng không có hay. Thì bạn ít thôi, tầm 11 giờ thôi. Lộp 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 1, 2. Còn hằng delay có nghĩa là phần thời gian của độ lặp lại nhanh hoặc là chậm trong số lần lặp lại. Bạn giảm hết nè. Lộp 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 lộp. Nó lặp lại rất là chậm nha các bạn. Thì bạn càng tăng cao lên thì lặp lại càng nhanh. Alo, alo, cao hơn nữa. Alo, alo, cao hơn nữa. Alo, alo, rất là nhanh. Thì theo kinh nghiệm của mình thì mình chọn tầm khoảng 11, 12 giờ hoặc là 1 giờ thôi. Thì tiếp theo là phần nhạc, như là phần nhạc nền cũng như là phần nghe nhạc của mình. Thì mình cũng hướng dẫn các bạn cũng tương tự như là phần mic. Thì bạn cũng tăng cái volume tổng lên. Volume tổng là volume tổng của music và mic. Tương tự như là nhạc nền và cái giọng ca của mình. Mình tầm 11 giờ thôi. Vì sao tại tăng cỡ 11 giờ mình ngừng? Tại vì mình tăng cỡ 11 giờ thôi để cho cái âm ly của mình nó tuổi thọ nó cao hơn. Mình tăng lên cao quá âm ly sẽ làm việc quá sức lâu ngày, nó sẽ xuống cấp âm ly. 11 giờ mình ngưng lại. Lúc tiếp theo đó là mình sẽ qua cái phần music. Đây là volume riêng của music, lúc đó mình sẽ tăng lên từ từ. Để mình mở cái nhạc các bạn nghe thử nha. Rồi mình tăng lên. Thì bạn tăng lên cho nó, thì bạn tăng lên cho nó vừa cái không gian phòng mình thôi, thì mình ngừng lại.
Cái ba lăng này thì lớn nhỏ loa trái, khi các bạn thiết kế loa hoặc là treo loa nó bị lệch thì mình nên chỉnh, còn khi không thì mình khỏi chỉnh, để 12 giờ được được rồi. Mình nghe cho bạn hướng dẫn các bạn chỉnh tiếng bass, tiếng chung và tiếng chép của nhạc nha. Nhạc lên. Hiện tại vẫn chưa có bass, chung và chép thì mình tăng cái tiếng bass lên để cho ấm nè. Đó, có tiếng bass rồi đó. Mà vẫn chưa có tiếng mic. Tiếng mic mình chỉnh sao mà tiếng chép nè. Đó, tầm 1 giờ là tiếng chép nó sáng, cái nhạc mình lên rồi. Thì thường thường karaoke á là mình cho tiếng chung tầm cỡ 9 giờ thôi, để mình hát cái giọng của mình nó thoát hơn, nó nghe rõ giọng mình hơn, nó không ồn ào. Khi bạn nghe nhạc á thì bạn tăng cái tiếng chung lên để nghe rõ tiếng ca sĩ. Và phần cuối cùng là phần master, cũng như gọi là phần volume tổng. Là volume của master đây là volume tổng, là tổng của hai cái là micro và nhạc nền là music. Thì các bạn thường thì bên mình sẽ tới 11 giờ là mình ngưng lại, để cho âm ly của mình làm việc không quá sức thì tuổi thọ âm ly mình nó tăng cao hơn. Tiếp theo đó là phần trầm, phần trung và phần cao của master, nó cũng tương tự như là phần trầm trung cao của micro và nhạc nền. Nó có thể tác động một lúc cho cả hai cái nhạc nền, nhạc nền và micro. Khi các bạn giảm chép lại thì âm chép của nhạc nền cũng như là âm chép của micro nó cũng giảm đi theo, hoặc là nó mất luôn, nó không còn chép hoặc là bass nữa, các bạn giảm giống vậy giống như mình. Đó, vậy mới gọi là tổng là nó vậy các bạn. Phần chung cũng vậy, phần low cũng vậy, các bạn giảm đi, giảm đi bao nhiêu thì phần micro cũng như phần nhạc nền nó cũng giảm đi bấy nhiêu. Thì bởi vậy hiện tại mình lúc nào cũng để 12 giờ hết. Có gì thì các bạn cứ can thiệp vào riêng của từng bộ phận của micro hoặc là nhạc nền. Lúc đó khi nào mình thấy thiếu quá hoặc là dư quá thì các bạn can thiệp vô master cho nó nhanh thôi. Trong đó trường hợp đó là trường hợp bạn muốn cả hai đều lên, hoặc là bạn muốn cả hai đều xuống, âm chung, âm trầm, âm cao gì đó, thì các bạn mới xài mic đến cái master volume tổng. Còn không thì các bạn cứ để cho mình 12 giờ thôi là các bạn đã sử dụng được tốt rồi. VDA chuyên gia âm thanh karaoke. VDA vối theo nguyên lý, lắp theo âm học. Vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn cách cân chỉnh âm ly. Hy vọng qua video này các bạn có thể tự cân chỉnh âm ly tại nhà để không còn hiện tượng hú rít trong việc karaoke nữa. Các bạn còn thắc mắc về cách cân chỉnh của các thiết bị khác, các bạn có thể comment bên dưới hoặc gọi đến số hotline. Bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn. Nhớ bấm like và đăng ký kênh VDA nhé.